Đây là một chiếc màn hình 2K nhưng mà cái giá sale của nó xuống còn rất là rẻ. Tôi nghĩ phải tầm trên dưới 3 triệu, thế là chúc luôn. Xin chào anh em. Một chiếc trên Lazada sale hôm 9 tháng 9 nhé. Cái màn hình Samsung này sale giá khủng, nghĩa là đây là một chiếc màn hình 2K nhưng mà cái giá sale của nó xuống còn rất là rẻ, được hơn tôi nghĩ phải tầm trên dưới 3 triệu, thế là xúc luôn. Hôm nay mới nhận được mấy hôm ấy, nhưng mà hôm nay thì mới bóc thử nhé, xem như nào. Lần trước tôi cũng săn sale được một con, nó là màn, nó là màn siêu rộng. Lần này thì lại sale được một chiếc bình thường. Thì chiếc siêu rộng thực sự là nó cũng có một sử dụng để làm việc thì tốt, nhưng mà nếu mà trong số trường hợp chơi game thì nó không hợp lý lắm. Là mặt cong. Đây là Odyssey G5. Lần trước là chiếc 34 inch, còn lần này là 32 inch. Không nghĩ là nó to thế này đâu anh em ạ. To quá, to quá. Đây xem nào, không đồ ra. Nặng quá. Cái này nó đâu rồi? Đây. Đây là cái khúc chân này. Đây là adapter nguồn và có dây HDMI hay DisplayPort này. Đây là cái chân đế. Rất là to anh ạ. Ba hai được một chiếc màn hình 2K, tấm nền VA và tần số quét là 144 hay 165 thì tôi không nhớ, nhưng mà nói chung là nó cũng gần gần như nhau, hợp lý với một cái giá sau khi giảm còn rất rẻ, trừ các loại voucher một món hơi đấy. Bây giờ tôi sẽ lắp lên và review thêm. Thank you.